Chào các em đã đến với kênh của thầy Quang. Thì trong video này thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em làm bài tập và thực hành số 7 sách giáo khoa tin học 12 trang 69 nha. Thì thầy cũng đã hướng dẫn các em làm bài tập thực hành 7 này với phiên bản Microsoft Access 2003 và 2010 rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm với phiên bản là Microsoft Access 2016 nha. Thì đầu tiên thì các em hãy chuẩn bị cho thầy là cơ sở dữ liệu kinh doanh nè. Thì cơ sở dữ liệu kinh doanh này các em đã hoàn thành trong bài tập thực hành số 5 rồi nha. Bây giờ mình mở lên. Thì các em thấy là cơ sở dữ liệu kinh doanh của chúng ta có 3 bảng nè. Bảng khách hàng, bảng mặt hàng và bảng hóa đơn. Đây, bảng khách hàng thì mình đã nhập dữ liệu rồi, gồm có 6 khách hàng nha. Bảng mặt hàng thì mình cũng có là 6 mặt hàng luôn. Đây, bảng hóa đơn thì dữ liệu mẫu trong sách giáo khoa thì chỉ có 8 bảng ghi thôi. Tuy nhiên thì ở đây thầy nhập được 22 bản ghi rồi. Thì bản hóa đơn này mà có nhiều bản ghi đó là gì? Là chứng tỏ là cửa hàng của chúng ta bán hàng rất là đắt, đúng không? Khách hàng đặt hàng rất là nhiều đó. Thì mỗi một bản ghi trong bản hóa đơn như thế này tức là thể hiện một cái hóa đơn các em ha. Một bản ghi là một hóa đơn nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra xong rồi mình giờ đóng lại nha. Đóng các bản này lại. Bài tập thực hành 7 này thì có hai bài nhỏ nha. Bài số 1 là sử dụng hai bảng hóa đơn và mặt hàng. Sử dụng hàm khao để lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng theo tên mặt hàng cùng với số lần được đặt. Tức là số lần bán hàng đó. Nha, số lần được đặt hàng tức là số lần mà cửa hàng mình bán ra. Thì để tạo mẫu hỏi thì các em nhấn vào ghi A nha. Rồi tiếp theo thì các em chọn đến cái mục là query design nè. Lúc này các em chỉ cần add ra cho thầy là hai bảng hóa đơn và mặt hàng được thôi ha. Hóa đơn nè. Rồi các em chỉ cần nháy đúp vào là được ha. Nháy đúp vào mặt hàng. Rồi các em nhấn vào lô để đóng hộp thoại số thứ 4 nha. Đó. Người ta yêu cầu chúng ta là liệt kê các loại mặt hàng theo tên mặt hàng. Thì các em add cái trường tên mặt hàng ra. Ở cả như thế này. Thì bây giờ mình cần thống kê. Mình cần liệt kê là liệt kê mỗi một loại mặt hàng như vậy. Là khách hàng đặt hàng bao nhiêu lần. Nha. Thì để biết bao nhiêu lần thì mình sẽ đếm hóa đơn các em. Thì có bao nhiêu cái hóa đơn thì tức là có bấy nhiêu lần đặt hàng. Tuy nhiên thì mỗi hóa đơn như vậy thì nó phân biệt nó dựa trên số đơn. Tức là mỗi một hóa đơn có một số đơn phân biệt nha. Đó, thì mình sẽ dựa trên số đơn để mình đếm. Rồi các em add cái trường số đơn ra luôn. Rồi. Tiếp theo thì các em đổi cái trường số đơn này lại thành trường là số lần đặt hàng nha. Số lần đặt hàng. Các em gõ vào là số lần đặt hàng. Rồi các em nhấn 2 chấm. Tức là gì? Các em gõ cái tên trường mới vào là số lần đặt hàng 2 chấm. Rồi tới số đơn. Thì tên trường cũ số đơn ở đây thì các em không xóa nha. Xóa thì sẽ bị báo lỗi ngay. Nha. Giữ nguyên như vậy và chỉ cần thêm tên trường mới vào. Rồi thêm dấu 2 chấm nữa là xong rồi ha. Bước tiếp theo thì các em nhấn vào cái nút lệnh thu thô ở bên trên nè. Các em thấy không? Nút lệnh thu thô nè. Nhấn vào. Lúc này nó xuất hiện một cái dòng thu thô ở dưới cái dùng lưới VB như thế này đây. Các em thấy nè. Thì cái chỗ là tên mặt hàng. Thì các em chọn group by. Ở đây mặc định là group by rồi. Thì các em không cần phải thay đổi gì cả. Rồi tới cái trường số đơn ở đây. Thì cái chỗ dòng thu thô này các em sổ xuống. Và các em sử dụng hàm khao. Thì sách giáo khoa cũng có yêu cầu là các em sử dụng hàm khao đó ha. Thì các em chọn hàm khao. Rồi, như thế này. Tiếp theo là các em nhấn vào gân ha, nhấn vào nút gân để mình xem kết quả ha, xem kết quả cái mẫu hỏi của mình nó trả về kết quả như thế nào ở chế độ trang dữ liệu á ha. Hoặc là nhấn vào view cũng được ha. Bây giờ mình nhấn vào gân đi. Rồi. Thì các em thấy nè. Những cái mặt hàng mà cửa hàng của mình bán được là gì? Còn có 6 mặt hàng luôn ha. Bán được hết luôn. Số lần đặt hàng đối với copy là 4 nè, đối với game là 2, giấy là giấy học sinh là 2 nè, mực là 5, tẩy là 3 và thước kẻ là 5 lần đặt. Được chưa? Đó, đây là cái bản dữ liệu nó thể hiện thông tin như vậy. Rồi xong rồi thì các em nhấn vào nút sale ở góc trên bên trái nè, nhấn vào sale. Rồi các em sẽ đặt tên cho bảng này. Xin lỗi các em là đặt tên cho mẫu hỏi nha. Thì mẫu hỏi này các em sẽ đặt tên cho nó là liệt kê. Được chưa? Tên là liệt kê. Các em nhấn OK. Các em nhìn qua cái thanh bên trái nè. Các em thấy không? Mẫu hỏi, query, liệt kê đã được tạo ra. Đó. Các em đóng lại đây.
đóng cái mô hỏi này lại. Như thế là các em đã hoàn thành được bài số 1 rồi. Bây giờ tiếp tục các em sẽ làm tiếp bài số 2 nè. Bài số 2 là sử dụng hai bảng hóa đơn và mặt hàng. Cũng sử dụng hai bảng hóa đơn và mặt hàng luôn. Nhấn vào ghi ai ha, nhấn vào quét ghi đi sai. Rồi, nhai đúp vào hóa đơn, nhai đúp vào mặt hàng. Các em nhấn luôn. Dùng các hàm AVG, MADMIN để thống kê số lượng trung bình, số lượng cao nhất và số lượng thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng. Cũng là theo tên mặt hàng nữa, thì các em nhấn đúp vào tên mặt hàng. Rồi mình cần thống kê cái gì? Thống kê số lượng trung bình. Nếu mà thống kê số lượng trung bình thì nó có liên quan đến trường số lượng này các em ha. Trường số lượng đây, các em nhấn đúp vào. Đó, đây là số lượng trung bình. Rồi cao nhất, thì số lượng cao nhất thì các em phải nhấn đúp vào số lượng một lần nữa ha. Số lượng thấp nhất thì tiếp tục các em nhấn đúp vào trường số lượng một lần nữa. Tức là gì? Tức là các em add ra trường mã mà xin lỗi là add ra trường tên mặt hàng nè. Và các em add ra trường số lượng ha, là 3 lần ha. Đó, có 3 trường số lượng ở đây. Rồi trường số lượng đầu tiên. Trường số lượng đầu tiên thì các em đổi tên trường là đây là số lượng trung bình. Số lượng trung bình. Rồi 2 chấm. Thầy kéo ra rộng chút xíu ha để cho các em dễ nhìn, dễ theo dõi hơn. Rồi, cái trường thứ hai thì các em gõ với tên là gì? Số lượng cao nhất. Số lượng cao nhất. Rồi 2 chấm. Tương tự thì các em chỏ con chỏ trước trường số lượng cuối cùng và các em gõ tên là số lượng thấp nhất. Rồi, nhấn 2 chấm. Bước tiếp theo nữa là các em nhấn vào cái nút total ở bên trên này ha, nhấn vào total. Thì lúc này nó xuất hiện cái dòng total rồi. Thì tại cái cột là tên mặt hàng thì mình gộp nhóm theo tên mặt hàng mà, do đó mình chọn group by ở tên mặt hàng nha. Rồi. Tiếp theo là số lượng trung bình. Số lượng trung bình thì các em sổ xuống, các em chọn cái hàm trung bình, hàm AVG nha, trung bình. Rồi số lượng cao nhất thì các em sổ xuống và các em chọn cho thầy là cao nhất là max đúng không? Số lượng lớn nhất nè, các em chọn max nè. Số lượng thấp nhất thì ngược lại các em chọn gì? Nha, chọn min đúng không? Nha, chọn min. Xong rồi thì các em nhấn vào nút gân được chưa? Nhấn vào nút gân ở đây để chạy thử. Đấy, thầy kéo ra để cho các em thấy nha. Thể hiện đây. Bút bi số lượng trung bình nè là 11,75. Thì các em thấy ở đây là gì? Đây là cái số lượng trung bình mà bán được trên mỗi đơn hàng đó là tẩy ha, là nhiều nhất ha, tới 16,666, tức là gần 17 cục tẩy trên một đơn hàng. Chắc có lẽ là người ta mua sỉ ha, nó mua rất là nhiều như vậy. Rồi, ví dụ như số lượng cao nhất. Số lượng cao nhất thì các em thấy là bút bi ha. Có cái đơn hàng mà bán được nhiều nhất đó là bút bi bán được 30 cây bút bi. Đó, thấy không? Rồi tiếp theo là số lượng thấp nhất. Được chưa? Số lượng thấp nhất là ở đây. Đối với ví dụ như bút bi là có một cái đơn hàng mà người ta mua hàng ít nhất đó là số lượng là 3 cây. Rồi đối với thước kẻ thì người ta mua ít nhất một đơn hàng như vậy là 2 cây. Ví dụ như vậy. Rồi ở đây thì thể hiện ha, thể hiện những cái thông tin như vậy rồi. Thì tiếp theo các em nhấn vào nút Sell góc trên bên trái màn hình. Rồi các em đặt với tên là thống kê. Rồi. Đặt qua đây là thống kê này nha. Rồi, đúng rồi ha, các em nhấn OK nè. Rồi. Một cái mẫu hỏi thống kê đã được tạo ra. Thì mẫu hỏi liệt kê là bài 1 nha, mẫu hỏi thống kê là bài 2. Rồi, như vậy là các em đã hoàn thành được bài số 2 rồi. Các em nhớ subscribe kênh của thầy nha, để các em có thể là đón theo dõi những cái video tiếp theo, những cái bài tập thực hành tiếp theo của thầy. Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em làm. Và các em có thể là subscribe để các em không có bỏ lỡ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đóng lại và mình đã hoàn thành được bài tập thực hành số 7 rồi. Thầy chúc các em đạt được điểm cao trong bài tập thực hành số 7 này. Cảm ơn các em đã xem video. Còn bây giờ thầy sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.